192, đảng bộ khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, chuyên viên phòng tổ chức cán bộ, sở giáo dục và đào tạo, giải nhì hội thi các đảng ủy khối. Kính thưa quý lãnh đạo, kính thưa các đồng chí, lời nói đầu tiên cho phép tôi gửi đến quý lãnh đạo cùng các đồng chí lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa các đồng chí, Đảng Cộng sản Việt Nam đã tổ chức và lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Từ khi thành lập đến nay, Đảng đã trải qua 13 kỳ đại hội đại biểu toàn quốc. Mỗi kỳ đại hội là một mốc son chói lọi phản ánh sự trưởng thành của Đảng và cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng. Những thắng lợi vĩ đại mà nhân dân ta đã giành được trong hơn 7 thập kỷ qua đều bắt nguồn sâu xa từ việc Đảng ta đã nắm vững và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn cách mạng Việt Nam và ra đường lối đúng đắn, sáng suốt, phù hợp với thực tiễn của đất nước và xu thế thời đại. Kính thưa các đồng chí, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng được diễn ra từ ngày 25 tháng 1 đến ngày 1 tháng 2 năm 2021 tại thủ đô Hà Nội. Đây là một sự kiện chính trị trọng đại của Đảng và nhân dân ta. Điểm nổi bật của đại hội là không chỉ đánh giá kết quả 5 năm thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng mà còn tổng kết 30 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ hóa độ lên chủ nghĩa xã hội, cương lĩnh năm 1991, trong đó có 10 năm thực hiện cương lĩnh bổ sung phát triển năm 2011. Đánh giá tổng quát 35 năm tiến hành các cuộc đổi mới đất nước, 10 năm thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2011-2020. Đại hội không chỉ đề ra chủ trương, đường lối, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển đất nước đến năm 2025, kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, mà còn quyết định chiến lược phát triển kinh tế xã hội đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và tầm nhìn đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm ngày thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Kính thưa các đồng chí, giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu. Đây là quan điểm xuyên suốt của nhiều kỳ đại hội cũng như nhiều hội nghị ban chấp hành Trung ương Đảng. Đại hội lần thứ 13 của Đảng đã kế thừa nhận thức, kế thừa chủ trương nhất quán của Đảng ta qua các giai đoạn lịch sử, luôn coi trọng việc phát triển giáo dục và đào tạo. Văn kiện đại hội 13 của Đảng có nhiều điểm mới về giáo dục và đào tạo. Hôm nay tôi xin được báo cáo chuyên đề những điểm mới trong văn kiện đại hội 13 của Đảng về giáo dục và đào tạo. Nội dung báo cáo gồm 3 phần. Phần thứ nhất là những kết quả nổi bật của ngành giáo dục và đào tạo đạt được trong nhiệm kỳ đại hội 12. Phần thứ hai là những điểm mới trong văn kiện đại hội 13 của Đảng về giáo dục và đào tạo. Phần thứ ba là liên hệ thực tiễn đối với ngành giáo dục và đào tạo Hậu Giang. Ngành giáo dục đào tạo Hậu Giang đã thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp gì để góp phần đưa nghị quyết vào cuộc sống? Đi vào nội dung thứ nhất, tôi xin báo cáo sơ lược những kết quả đạt được của ngành giáo dục và đào tạo trong nhiệm kỳ đại hội 12. Một là hệ thống cơ chế chính sách cơ bản được hoàn thiện. Xin báo cáo với các đồng chí, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã rà soát để trình Chính phủ, Quốc hội ban hành và ban hành theo thẩm quyền các cơ chế chính sách nhằm khắc phục những tồn tại hạn chế từ nhiều năm qua. Thì lần đầu tiên trong 2 năm liên tiếp, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tham mưu Chính phủ trình Quốc hội thông qua luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật giáo dục đại học năm 2018 và luật giáo dục sửa đổi ban hành mới năm 2019. Với hai văn bản luật được ban hành để giải quyết những nút thắt và tạo hành lang pháp lý cho hoạt động đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo. Hai là hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non, duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học, trung học cơ sở. Xin báo cáo với các đồng chí, đến đầu năm 2017 thì cả nước ta đã hoàn thành việc phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi với tỷ lệ huy động là 99,98%.
Hậu Giang để triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018, thì Sở Giáo dục và Đào tạo đã tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành quyết định số 838 về thành lập ban chỉ đạo thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 và kế hoạch số 2393 về tổng thể triển khai chương trình giáo dục phổ thông tại tỉnh Hậu Giang giai đoạn từ năm học 2020-2021 đến năm học 2024-2025. Và báo cáo với các đồng chí là hiện tại tỉnh ta là đang triển khai theo đúng kế hoạch đã đề ra. Bốn là công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên có nhiều chuyển biến tích cực. Báo cáo với các đồng chí, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tham mưu Chính phủ ban hành quyết định số 1501 về phê duyệt đề án tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020 đối với ngành giáo dục. Thì tại Hậu Giang, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch số 19 để thực hiện đề án nêu trên. Và tiêu biểu về kết quả này có em Nguyễn Thanh Vũ, học sinh lớp 9 trường Trung học cơ sở Nguyễn Trãi, thành phố Ngã Bảy, đã đại diện cho ngành giáo dục và đào tạo được Bộ Giáo dục và Đào tạo tuyên dương là học sinh xuất sắc tiêu biểu trong việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2020. Năm là tăng cường việc ứng dụng công nghệ thông tin đẩy mạnh chuyển đổi số trong ngành giáo dục. Xin báo cáo với các đồng chí thì ngành giáo dục và đào tạo tăng cường việc ứng dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý, dạy và học. Thì như các đồng chí đã biết, thời gian vừa qua dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng một cách toàn diện về các mặt kinh tế xã hội của đất nước, trong đó có lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Nhưng không vì vậy mà ngành mà các hoạt động giáo dục bị ngưng trệ, ngành giáo dục chủ trương học sinh chỉ tạm dừng đến trường nhưng không dừng học. Thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin, việc dạy học qua trên kênh truyền hình, dạy học trực tuyến được thực hiện mạnh mẽ đã góp phần hoàn thành mục tiêu kép, vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch, vừa đảm bảo về cái kế hoạch đã đề ra. Kính thưa các đồng chí, thì trong nhiệm kỳ vừa qua, ngành giáo dục và đào tạo đã được đổi mới và có bước phát triển. Tuy nhiên, vẫn còn những cái hạn chế về trong nhận thức và cách thức tổ chức thực hiện cần phải được khắc phục trong thời gian tới, cụ thể như sau. Một là việc đổi mới tư duy, hoạt động giáo dục vẫn còn chậm, chưa quyết liệt, chưa đáp ứng yêu cầu đề ra. Hai là chưa chú trọng đúng mức đến việc phát triển phẩm chất năng lực của người học. Ba là đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, chưa đáp ứng với yêu cầu phát triển kinh tế xã hội. Bốn là đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý vẫn còn một số bất cập về chất lượng, về kỹ năng và chính sách đãi ngộ. Kính thưa các đồng chí, với những kết quả đạt được và hạn chế về giáo dục và đào tạo trong nhiệm kỳ vừa qua, thì đòi hỏi cần phải đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện chủ trương đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo trong nhiệm kỳ đại hội 13 của Đảng. Kế thừa tinh thần các nhiệm kỳ trước, đại hội 13 của Đảng rất quan tâm đến việc phát triển giáo dục và đào tạo. Văn kiện đại hội 13 của Đảng có nhiều điểm mới về giáo dục và đào tạo. Sau đây, tôi xin được trình bày những điểm mới trong văn kiện đại hội 13 của Đảng về giáo dục và đào tạo. Một là về đề mục. Các văn kiện lần này, như trong báo cáo chính trị, thì giáo dục và đào tạo được đề cập đến ở một năm đổi mới các bản toàn diện giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển con người. So với văn kiện đại hội 12 thì đã thay cụm từ phát triển bằng cụm từ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và thêm cụm từ phát triển con người. Kính thưa các đồng chí, trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2030 thì vấn đề này được đề cập đến ở tiểu mục 3, phần 5, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế xã hội với tiêu đề phát triển nguồn nhân lực. Giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu nhân lực chất lượng cao của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế. Như vậy, điểm mới lần này là trực tiếp đề cập đến giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu nhân lực chất lượng cao của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế, thay vì trước đây chỉ nhấn mạnh phát triển nhanh giáo dục và đào tạo. Hai là tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của giáo dục và đào tạo. Yêu cầu phải xây dựng đồng bộ thể chế, chính sách, thực hiện có hiệu quả chủ trương giáo dục và đào tạo cùng với khoa học công nghệ là quan sát hàng đầu
ngoài công lập, giữa các vùng miền, vùng dân tộc thiểu số, vùng miền núi, biên giới, hải đảo, tạo tiền đề và bảo đảm điều kiện thuận lợi để mọi người dân đều được thụ hưởng một cách công bằng thành quả của nền giáo dục, thúc đẩy xây dựng xã hội học tập suốt đời, củng cố và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục. Năm là tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục và đào tạo. Cụ thể, thứ nhất là thực hiện phổ cập giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học bắt buộc. Thứ hai, đưa vào chương trình giáo dục phổ thông nội dung kỹ năng số và ngoại ngữ tối thiểu. Ba là đẩy mạnh phân luồng sau trung học cơ sở và định hướng nghề nghiệp ở trung học phổ thông. Điểm mới thứ sáu, xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách phát triển giáo dục Việt Nam trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế. Lấy chất lượng và hiệu quả đầu ra làm thước đo, xây dựng và triển khai thực hiện lộ trình tiến tới việc giảm học phí đối với học sinh phổ thông, trước hết là đối với học sinh tiểu học và trung học cơ sở. Tiếp tục thực hiện cơ chế tự chủ ở một số trường phổ thông tại các đô thị lớn và các nơi có điều kiện. Thứ bảy, tiếp tục hoàn thiện các khâu, các yếu tố của quá trình đào tạo theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Thứ tám, đặt ra mục tiêu Việt Nam tham gia vào thị trường đào tạo nhân lực quốc tế, phấn đấu đến năm 2030, nền giáo dục Việt Nam đạt trình độ tiên tiến trong khu vực. Kính thưa các đồng chí, có thể khẳng định rằng những điểm mới trong văn kiện lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng, thể hiện tầm nhìn định hướng phát triển đất nước ở thời điểm kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, Việt Nam trở thành nước công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao. Để đạt được mục tiêu đó thì giáo dục và đào tạo giữ một vị trí then chốt. Vì vậy, những điểm mới trong văn kiện lần này có ý nghĩa hết sức sâu sắc. Một là khẳng định tính kế thừa sự nhất quán của Đảng ta trong việc coi giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu để Việt Nam phát triển nhanh và bền vững, thực hiện khát vọng phát triển đất nước trong thời gian tới. Hai là thể hiện sự nhanh nhạy của Đảng ta, nhà nước Việt Nam thích ứng với xu thế thời đại, tiếp thu những tinh hoa của nhân loại, thành tựu về giáo dục và đào tạo trên thế giới phù hợp với thực tiễn Việt Nam. Thứ ba, tiếp tục làm sáng tỏ hệ thống lý luận về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, có lộ trình và bước đi phù hợp, lấy con người là trung tâm trên nền tảng của sự phát triển giáo dục và đào tạo. Kính thưa các đồng chí, ngành giáo dục và đào tạo Hậu Giang đã và đang thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp gì để cụ thể hóa các nội dung, lẫn chỉ đạo và góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp. Sau đây tôi xin được báo cáo những nhiệm vụ, những cái giải pháp mà ngành giáo dục và đào tạo Hậu Giang đã đang và sẽ thực hiện để góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp, cụ thể như sau. Một là sẽ tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch số 52 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện chương trình 202 của tỉnh ủy Hậu Giang, thực hiện nghị quyết 29 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở các cấp học, bậc học, đặc biệt là giáo dục đạo đức, giáo dục tinh thần yêu nước theo tinh thần chỉ thị 34 của Ban thường vụ tỉnh ủy. Hai là sẽ tập trung rà soát, sắp xếp hệ thống trường lớp một cách hợp lý. Xin báo cáo với các đồng chí, thực hiện theo nghị quyết số 19 của Ban chấp hành Trung ương Đảng và kế hoạch số 978 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, thì Sở Giáo dục và Đào tạo đã tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành các quyết định phê duyệt đề án để sắp xếp kiện toàn các trường mầm non, mẫu giáo, trường tiểu học, trung học cơ sở công lập trên địa bàn tỉnh. Thì theo đó, thời điểm xây dựng đề án thì toàn tỉnh ta có 332 cơ sở giáo dục. Tính đánh giá kết quả thực hiện đề án tính đến thời điểm hiện tại thì toàn tỉnh ta có 320 cơ sở giáo dục, tức có nghĩa là chúng ta đã giảm được 12 cơ sở, trong đó mầm non giảm 1 và tiểu học chúng ta đã giảm được 11 đơn vị. Phấn đấu đến năm 2025
đội ngũ cán bộ vật lý, giáo viên theo hướng chuẩn hóa, đảm bảo về số lượng và nâng cao về chất lượng. Về số lượng, xin báo cáo với các đồng chí, thì vừa qua Sở Giáo dục và Đào tạo đã chủ động tham mưu với Ủy ban Nhân dân tỉnh trình Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua Nghị quyết số 12 quy định về khoán định mức hợp đồng đối với giáo viên, nhân viên các trường mầm non, mẫu giáo công lập trên địa bàn tỉnh. Thì theo dự kiến năm học 2021-2022 thì toàn tỉnh ta sẽ hợp đồng 867 giáo viên và 460 nhân viên. Đồng thời sẽ tham mưu các cấp có thẩm quyền rà soát để đề xuất các cấp thẩm quyền bổ sung biên chế thêm cho ngành giáo dục. Xin báo cáo với các đồng chí thì vừa qua Sở Giáo dục và Đào tạo đã tham mưu để xin bổ sung 936 biên chế sự nghiệp cho ngành giáo dục để đảm bảo là có giáo viên, có học sinh là sẽ có giáo viên đứng lớp. Đồng thời sẽ rà soát để đánh giá thực trạng đội ngũ giáo viên để xác định nhu cầu giáo viên thiếu ở từng môn học, cấp học để đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới. Để từ đó sẽ xây dựng kế hoạch sắp xếp, điều chuyển và tuyển dụng giáo viên một cách hợp lý. Đồng thời sẽ rà soát và chuyển khỏi ngành những cái đội ngũ không đạt chuẩn và vi phạm về đạo đức nhà giáo. Về chất lượng thì báo cáo với các đồng chí, để nâng cao chất lượng cán bộ quản lý và giáo viên trên địa bàn tỉnh thì ngành giáo dục và đào tạo sẽ tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao chất lượng đội ngũ bằng những việc làm cụ thể như sau. Một là năm 2019 thì Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tham mưu với Chính phủ trình Quốc hội thông qua Luật Giáo dục và sửa đổi bổ sung ban hành mới. Thì theo đó thì trình độ của giáo viên là có trình độ chuẩn của giáo viên là có sự thay đổi. Thì năm 2020 thì Chính phủ đã ban hành Nghị định số 71 để thực hiện lộ trình năm chuẩn cho giáo viên. Thực hiện hai văn bản như trên thì Sở Giáo dục và Đào tạo Hậu Giang đã tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch số 99 để thực hiện lộ trình năm chuẩn cho giáo viên từ mầm non đến trung học cơ sở giai đoạn 2021-2025. Thì theo đó tỉnh sẽ cử 286 giáo viên chưa đạt chuẩn để đi học năm chuẩn theo quy định. Phấn đấu đến năm 2025 thì toàn tỉnh ta sẽ có 95% giáo viên đạt chuẩn theo quy định. Thứ hai là sẽ tham mưu đề án phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030. Xin báo cáo với các đồng chí, thì đề án này vừa được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt tại quyết định số 1900 ngày 6 tháng 10 năm 2021. Thì theo đó, chúng ta sẽ thực hiện bồi dưỡng 934 giáo viên để dạy các môn tích hợp đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới và bồi dưỡng cho 7.495 lượt giáo viên cán bộ quản lý. Thứ ba là sẽ tham mưu để xây dựng đề án dạy và học ngoại ngữ các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030. Thứ tư là sẽ tranh thủ các cái nguồn lực xã hội hóa nhằm đầu tư cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo của tỉnh nhà. Xin báo cáo với các đồng chí, thực hiện theo nghị quyết số 19 của Ban chấp hành Trung ương Đảng và kế hoạch số 978 của Ủy ban Nhân dân tỉnh thì Sở Giáo dục và Đào tạo đang tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành đề án xã hội hóa các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh. Theo đó, phấn đấu đến năm 2025, toàn tỉnh ta sẽ có 9,71%
Xin báo cáo với các đồng chí, thì vừa qua là mỗi tỉnh chúng ta đã ban hành nghị quyết số 02 về là xây dựng chính quyền điện tử giai đoạn 2021-2025. Thì theo và Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành chương trình số 04 về thực hiện cải cách hành chính và xây dựng chính quyền điện tử giai đoạn 2021-2025. Thì theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng kế hoạch số 1128 về chuyển đổi số ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021-2025. Và để triển khai thực hiện kế hoạch này sẽ góp phần chuyển đổi số trong ngành giáo dục và đào tạo. Kính thưa các đồng chí, từ việc tổng kết thực hiện về giáo dục và đào tạo trong nhiệm kỳ đại hội 12 của đảng, thì đại hội 13 của đảng đã đề ra những nhiệm vụ và mục tiêu cụ thể so với đại hội 11 và đại hội 12. Thì trong đó yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, ưu tiên phát triển nguồn nhân lực cho các lĩnh vực then chốt để tạo bước chuyển biến căn bản về giáo dục và đào tạo. Và quan điểm này của đảng là sự vận dụng tổng hợp quan điểm chủ nghĩa Mác Lênin, sự kế thừa tư tưởng Hồ Chí Minh về con người. Bởi từ rất sớm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ, vì lợi ích 10 năm thì phải trồng cây, vì lợi ích 100 năm thì phải trồng người. Trong di chúc để lại cho toàn đảng, toàn dân, người căn dặn, đầu tiên là công việc đối với con người, bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là việc rất quan trọng và rất cần thiết. Để thực hiện quá sứ mệnh của mình, thì ngành giáo dục và đào tạo cần phải có sự phát triển đột phá, cần tiếp tục đổi mới để đào tạo con người Việt Nam phát triển toàn diện, có kiến thức, có kỹ năng và có khả năng sáng tạo để đóng góp tích cực cho sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới. Bởi đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho phát triển. Phần trình bày của tôi đến đây là kết thúc. Kính chúc quý lãnh đạo cùng các đồng chí sức khỏe, chúc hội thi thành công tốt đẹp. Xin trân trọng kính chào. Xin chúc mừng thí sinh Thúy Diễm vừa xuất sắc hoàn thành xong phần thi thuyết trình. Tiếp theo xin mời thí sinh cùng lắng nghe câu hỏi từ ban giám khảo. Xin mời ban giám khảo. Thay vì là trước đây là học tập lý thuyết thì bây giờ là chuyển sang